An Biên Tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua gửi đến cho quý vị khán giả. Sau đây, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi những điểm tin chính có trong chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, cơn bão số 4 với sức gió giật trên cấp 15 đang càn quét nhà nước Trung Quốc, nhất là thủ phủ Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành phía nam của Trung Quốc, gây ra ngập lụt trên diện rộng. Hôm qua, vào lúc 23 giờ đêm giờ miền đông của Trung Quốc, cơ quan cảnh báo khí tượng nhà nước Bắc Kinh cho hay cơn bão số 4 với sức gió tại tâm bão giật trên cấp 15, sức gió rất mạnh đã càn quét thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành miền nam, gây ra ngập lụt trên diện rộng và làm cho cây cối bị đổ sập, đường xá cầu cống bị tê liệt. Người dân khuyến cáo không được đi ra đường. Và đây là một trong những điều tồi tệ mà nhà nước Trung Quốc tiếp tục phải đón nhận ngày thứ 32 đen tối. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đã trải qua 31 ngày không biết tới ánh sáng mặt trời. Tất cả bầu trời ở 28 tỉnh phía Nam chỉ có một màu đen duy nhất, đó là màu xám, màu vàng và màu đen. Chưa bao giờ Trung Quốc nhìn thấy mặt trời như vậy. Mặt trời đã không xuất hiện ở Trung Quốc tới ngày thứ 32. Đây là một trong những điều vô cùng đen tối cho Bắc Kinh, nhưng lại là thông tin cho nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Nga và rất nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á và cộng đồng trên toàn thế giới. Bởi vì sao? Bởi vì Trung Quốc đáng bị trừng phạt, dường như mẹ thiên nhiên vẫn ra tay trừng phạt Bắc Kinh bằng những trận siêu bão và làm cho 4 con đập bị vỡ chỉ trong vòng 10 ngày qua. Nhà nước Trung Quốc phải đưa ra cảnh báo đỏ. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình, người đứng đầu nhà nước Trung Quốc cũng phải thốt lên rằng: "Trời ơi! Sao mưa to gió lớn lại liên tục đổ bộ vào Bắc Kinh thế này, khiến cho hơn 100 triệu người dân của Trung Quốc phải sơ tán suốt trong đêm ngày hôm qua. Tình hình ngập lụt ở khắp mọi nơi, những ngôi nhà cao 4 đến 5 tầng bây giờ chỉ còn lại tầng trên cùng là không bị ngập. Hiện tại, nhà nước Trung Quốc đang gặp vô vàn những điều khó khăn và đau buồn. Người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng mà Trung Quốc đang phải gánh chịu mà thôi, bởi những gì Trung Quốc gây ra cho thế giới là vô cùng tồi tệ. Giống như việc Trung Quốc đã đàn áp các nước trên thế giới để cướp Biển Đông và Trung Quốc là nước duy nhất tung con Covid ra ngoài thế giới, để bây giờ làm cho 219 quốc gia vùng lãnh thổ trên toàn hành tinh này nhiễm Covid-19 và làm cho không biết bao nhiêu gia đình bị lao đao, các ngành nghề bị lâm vào phá sản và làm đứt chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc Trung Quốc gây ra là vô cùng tồi tệ cho thế giới. Bây giờ Trung Quốc phải gánh chịu những hậu quả do thiên tai lũ lụt mà thôi. Kính thưa quý vị, đó là một trong những thông tin vô cùng mới liên quan tới cơn bão số 4 đang đổ bộ vào phía Trung Quốc. Hôm nay chúng tôi tiếp tục cập nhật cơn bão số 4, cơn bão giật trên cấp 15 đang có sức gió vô cùng mạnh, đổ bộ vào quảng trường Thiên An Môn của phía Trung Quốc, gây ra ngập lụt ở khắp mọi nơi. Kính thưa quý vị, nhà nước Trung Quốc đang gặp những nhân quả báo ứng khi những cơn bão siêu mạnh đổ vào Bắc Kinh trong suốt những thời gian vừa qua. Hôm nay thì tiếp tục cơn bão số 4 đang đổ bộ vào tỉnh miền Nam của phía Trung Quốc, gây ra ngập lụt trên diện rộng. Nhà nước Trung Quốc đã phát đi thông báo khẩn cấp, cảnh báo người dân nên ở trong nhà và không đi ra ngoài đường. Ngoài ra, vào đêm ngày hôm qua, cơ quan cứu nạn tìm kiếm cứu hộ nhà nước Trung Quốc đã phải sơ tán 40 triệu dân lên những đỉnh núi cao để tránh trú. Hiện tại thì tình hình mưa bão ở Trung Quốc đang vô cùng tồi tệ và đây là một trong những thông tin vô cùng buồn cho nhà nước Trung Quốc, nhưng lại là thông tin cho vui cho các quốc gia trên thế giới, bởi Trung Quốc là một trong những quốc gia không được lòng đối với cả hành tinh này. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, Trung Quốc liên tục đón nhận những tin vô cùng xấu liên quan tới thời tiết, đó là những trận mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập liên tục hoành hành tại thủ đô Bắc Kinh và quảng trường Thiên An Môn cũng như nhiều tỉnh thành ở phía Nam, trong đó có tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, thậm chí cả bến Thượng Hải. Theo trang ABC News, một trong những trang chuyên theo dõi về tình hình mưa bão trên thế giới cho biết, thì Trung Quốc trong những ngày vừa qua đang gặp đại họa bởi những cơn bão siêu mạnh vẫn tiếp tục đổ bộ vào Trung Quốc đại lục, gây ra mưa to, gió lớn và lũ lụt ở khắp mọi nơi. Theo trang mạng TikTok nổi tiếng ở phía Trung Quốc đăng tải những đoạn video cho thấy rằng, người dân của Trung Hoa đại lục đã phải vất vả tìm tất cả mọi nơi để trú ẩn, trong đó người giàu đã bay sang nước ngoài để tránh trú, còn người nghèo thì tìm những đỉnh núi cao để tránh trú. Một số người có biểu hiện trốn chui trốn lủi qua đường mòn, lối mở để sang Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar. Nhưng dịch bệnh Covid vẫn đang bùng phát mạnh. Chính vì vậy mà người dân của Trung Quốc không dám vượt biên sang đất của Việt Nam. Nếu không sẽ bị lực lượng các cơ quan ban ngành bắt giữ, em đi cách ly 30 ngày. Kính thưa quý vị, trong một bản tin thời sự của kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, thì mưa lũ vẫn đang tiếp tục hoành hành tại nhiều tỉnh thành của phía Trung Quốc,
gây ra nhiều khó khăn cho người dân. Còn chính quyền ông Tập Cận Bình thì không biết phải làm sao. Bởi vì trong 3 ngày vừa qua, Trung Quốc tiếp tục đón nhận cơn bão số 4, một trong những cơn bão rất mạnh, giật trên cấp 15, tiếp tục đổ bộ xuống các tỉnh thành phía Đông và phía Nam. Theo ghi nhận của trang CCTV, Đài truyền hình quốc gia Trung ương Trung Quốc cho biết, thì chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng qua, Trung Quốc đã đón nhận tới 3 cơn bão, từ cơn bão số 1, số 2, số 3, số 4 hoành hành suốt những ngày qua, thì hôm qua cơn bão số 4 này lại tiếp tục đổ bộ như chút nước vào phía Trung Quốc, làm cho Bắc Kinh đại lục hứng chịu lũ lụt trên diện rộng. Theo tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo rất nổi tiếng của Trung Quốc đưa tin, mưa lớn và lũ lụt buộc hàng ngàn người phải sơ tán ở tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Đã có khoảng 40 triệu người Trung Quốc phải di tản đi khắp mọi nơi để trú ẩn. Theo ghi nhận từ một số phóng viên nổi tiếng của Trung Quốc đưa tin, những ngôi nhà cao từ 3 đến 5 tầng, bây giờ chỉ còn kệ tầng trên cùng là không bị ngập lụt. Theo hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho hay, nhà chức trách Trung Quốc đã kêu gọi người dân trên khắp cả nước hãy chuẩn bị ứng phó với những trận mưa to, gió lớn, động đất vỡ đê, vỡ đập và mưa như chút nước từ thượng nguồn con đập Tam Hiệp đổ về vùng hạ lưu. Người ta cho rằng đây chính là mẹ thiên nhiên muốn ra tay trừng phạt Trung Quốc mà thôi, bởi vì xung quanh láng giềng Trung Quốc như Việt Nam, Lào, Campuchia, Triều Tiên, Nhật Bản hầu như là không bị cơn bão nào càn quét qua. Theo một tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận chính thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tại tỉnh Tứ Xuyên, mưa xối xả bắt đầu kể từ đầu tháng 5 đã làm tăng mực nước tại 14 con sông, cuốn trôi tàu thuyền và cầu cống, buộc hơn 4 triệu người phải di tản khẩn cấp ngay trong đêm. Mặc dù chưa có thông tin về thương vong, nhưng truyền thông nhà nước Trung Quốc đại lục đưa tin mưa lớn và lũ lụt tiếp tục gây ảnh hưởng đến diện rộng và làm ảnh hưởng tới 120 triệu người trên cả nước, khiến một số chuyến tàu hỏa phải ngưng hoạt động. Thiệt hại ước tính lên tới 176 triệu nhân dân tệ, tương đương với khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Khoảng 2.700 ngôi nhà ở các tỉnh như Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam được báo cáo là không có điện sử dụng. Cây cối, điện đường, trường trạm bị phong tỏa, ô tô, tủ lạnh, TV trôi lênh láng dưới sông, và bây giờ đường của phía Trung Quốc đã biến thành sông. Cách đó khoảng 900 km về phía đông bắc, thành phố rất nổi tiếng ở tỉnh Sơn Tây mang tên Hạ Sơn, nhiều ngày qua đã chứng kiến nhiều chiếc xe hơi hạng sang cũng đang bơi lội dưới dòng nước lũ. Thành phố Tấn Thành cũng thuộc tỉnh Sơn Đông vừa nâng mức cảnh báo mưa lớn lên thành màu đỏ, mức cao nhất. Hôm qua, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc đã gia hạn cảnh báo về mưa bão trên khắp cả nước, đồng thời dự báo lượng mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc, miền Trung của nước này sẽ tiếp tục tăng cao trong một vài ngày tới. Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh cho biết lượng mưa ở thủ đô dự kiến sẽ đạt trung bình từ 60 đến 100mm, trong khi cơ quan kiểm soát lũ lụt của Trung Quốc lại cảnh báo về những trận mưa lớn nhất trong vòng 3 năm qua. Còn nhớ năm ngoái, Trung Quốc đã từng chứng kiến tới 40 cơn bão lớn nhỏ và 50 trận động đất từ tất cả các tỉnh thành. Bắc Kinh dường như đang đối mặt với những ngày đen tối nhất trong lịch sử loài người. Người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng đang đổ lỡ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình mà thôi. Kính thưa quý vị, Bắc Kinh thường ghi nhận lượng mưa khoảng 600mm hàng năm tại tỉnh Hà Bắc, giáp danh với cả thủ phủ Bắc Kinh. Mưa lớn và dông bão trong những ngày vừa qua liên tục xảy ra, khiến cho máy bay phải tạm thời không cất cánh và hạ cánh xuống sân bay thành phố Thạch Gia Trang ở thủ phủ Giang Tây. Theo rất nhiều nguồn tin cho biết rằng, thiên tai và thảm họa sẽ tiếp tục ra tay trừng phạt Trung Quốc để trừ khử Bắc Kinh hay cho các nước trên thế giới. Bởi vì những gì mà Trung Quốc gây ra cho thế giới là vô cùng to lớn. Cựu Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump còn cho rằng chính Trung Quốc là nước nguy hiểm không chỉ cho nước Mỹ mà cho toàn cầu. Chính vì vậy mà bây giờ mẹ thiên nhiên ra tay trừng phạt Trung Quốc là hoàn toàn chính đáng. Kính thưa quý vị, tờ báo rất nổi tiếng của Hồng Kông cho rằng lũ lụt đang hoành hành và đang khiến cho khoảng 12 triệu người dân của Trung Quốc rơi vào cảnh khốn cùng. Đợt lũ tồi tệ nhất trong lịch sử đã xuất hiện tại Trung Quốc đại lục vào năm ngoái. Nhưng năm nay, mưa to gió lớn còn dự báo là nhiều hơn, khiến cho chính quyền nhà nước Trung Quốc không biết phải làm sao. Hiện tại thì Bắc Kinh đang đưa ra cảnh báo bởi vì năm nay lượng mưa nhiều khả năng sẽ cao hơn năm ngoái. Chúng ta còn nhớ, năm ngoái Trung Quốc đã phải hứng chịu tới 98 ngày đêm mưa to gió lớn, bầu trời của Trung Quốc chỉ có màu duy nhất, đó là màu đen tối mà thôi. Tại tỉnh Tứ Xuyên, mưa bão đã khiến cho mực nước tại 16 con sông dâng cao, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới 120 triệu người dân.
các tỉnh lân cận. Trung Quốc có những con sông lớn như sông Trường Giang hay còn gọi là sông Trực Tử, nơi có con đập Tam Hiệp nằm chắn ngang qua, và có sông Hoài. Ngoài ra còn có sông Mekong và rất nhiều các nhánh sông khác. Dự báo nếu mưa to gió lớn tiếp tục xảy ra thì nhiều khả năng vỡ đê vỡ đập sẽ tiếp tục làm cho người dân Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề. Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo cao nhất kể từ khi lũ lụt nghiêm trọng ảnh hưởng tới nhiều khu vực trên cả nước vào năm ngoái. Nhiều cuộc diễn tập ứng phó lũ lụt cũng được tổ chức trước mùa mưa bão. Vào những tháng vừa qua, năm 2023, Trung Quốc đã ghi nhận đợt lũ tồi tệ nhất trong 1.000 năm trở lại đây, ảnh hưởng tới khoảng tầm 600 triệu người và gây thiệt hại không biết bao nhiêu tiền của chính quyền ông Tập Cận Bình. Chính quyền của phía Trung Quốc cảnh báo lượng mưa năm nay có thể cao hơn năm ngoái. Bộ Thủy lợi của nhà nước Trung Quốc hôm tháng 6 vừa qua đã nhiều lần kêu gọi người dân và các cơ quan ban ngành hãy nỗ lực phòng chống lũ lụt. Tuy nhiên, họ vẫn không thể nào đánh bại được mẹ thiên nhiên và đấng tối cao. Được Chúa Trời, hôm qua, lính cứu hỏa và rất nhiều các ban ngành của phía Trung Quốc như bộ đội công an ở khắp nơi đã vào cuộc. Tuy nhiên, mưa to gió lớn vẫn làm tê liệt toàn bộ điện đường trường trạm, khiến cho Bắc Kinh bị tê liệt hoàn toàn. Và bây giờ thì Trung Quốc đang gặp nhân quả báo ứng. Theo Bộ Thủy lợi của Bắc Kinh, sông Hoàng Hà, một trong những con sông rất nổi tiếng của phía Trung Quốc, đang vào thời điểm trọng yếu của việc kiểm soát lũ năm nay. Hệ thống kiểm soát lũ trên lưu vực sông Hoàng Hà chưa hoàn thành, các con đập có liên kết yếu, việc ngăn lũ trên các con sông vừa và nhỏ gặp vô vàn những khó khăn. Cán bộ cùng những ban ngành của địa phương Trung Quốc đang thiếu trầm trọng kinh nghiệm về chống lũ. Hai đường chính từ thành phố Trung Hoa Đại Lục tới các tỉnh thành đang bị cô lập. Theo những đoạn video cho những người dân của phía Trung Quốc đăng tải trên mạng TikTok cho rằng, dường như là Trung Quốc đang gặp không biết bao nhiêu những điều tồi tệ do lũ lụt gây ra. Mưa to, hạn hán, lũ lụt, bão tố, phong ba, động đất, vỡ đê, vỡ đập đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới rất nhiều các vấn đề của người dân Trung Quốc, làm cho người dân Trung Quốc đứng ngồi không yên. Nhưng quan chức của phía Trung Quốc thì vẫn đem tàu chiến giàn khoan ra ngoài Biển Đông để thực thi sức mạnh dương ngoài thách thức các nước trên thế giới. Điều đó cho thấy rằng các quan chức trong cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình không quan tâm tới người dân, không quan tâm tới việc chống lũ, chống mưa, chống bão, mà họ chỉ quan tâm tới Biển Đông và đi xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải của các nước mà thôi. Chính vì vậy mà các nước trên thế giới mong rằng mưa to gió lớn vẫn tiếp tục xảy ra để trừng phạt Trung Quốc. Bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những điểm tin tiếp theo.